Hello anh em, nay em tính tiếp nhận chiếc Fortuner 2019 nha anh em. Tình trạng thì máy động cơ kêu to nha anh em. Đây, một mới sơ chi tiết cho anh em xem. Động cơ này nổ kêu rất là to nha. Này, Fortuner máy dầu nha anh em. Để mình sẽ cho anh em xem. Rồi tiến hành mình tháo gã chi tiết ra. Đây phần nhiệt ro trước của nó, quay trước cho anh em xem nha. Mình đã tháo xong hết chi tiết thì mình đưa cẩu vô, mình cẩu ra nha anh em. Dòng tuner này thì mình cẩu ra thôi, mình cẩu nhiều chiếc rồi đó, một chiếc đó mình cẩu giật nhẹ ra là nó không, từ hộp số và cái máy nó sẽ tách ra nha anh em. Đây tiến hành mình cẩu ra nha anh em. Cẩu đơn giản nha, không có dướng gì hết, móc xích cho cẩu từ từ nó lên thôi. Cái hầm máy của Fortuner này là nó bự giống nhanh em. Đó là máy nó lên rồi anh em thấy không? Lên gần khỏi cái hầm máy xe à. Anh em nào muốn cần đại tu máy các dòng xe thì liên hệ số hotline của mình nha anh em. Số hotline của mình là 0853 116 116 nha anh em. Anh em nào từ cần tư vấn dịch vụ hay cái gì đó thì cứ in mình hoặc số hotline của mình. Mình ở tại khu dân cư Tung Sơn, Bình Hưng Bình Chánh nha anh em, thành phố Hồ Chí Minh. Đây máy đã cẩu ra hoài nha anh em. Mình có cứu hộ nha anh em. Anh em nào cần cứu hộ vận chuyển xe thì cũng gọi mình luôn, mình chuyển xe cho anh em luôn. Anh em thấy là máy rất là to, à, máy đã cẩu ra ngoài nè, đơn giản luôn. Để mình quay một vòng sơ chi tiết cái máy cho anh em xem. Rồi về tiếng Anh mình gã sơ chi tiết nó ra nhanh anh em.
Ghê quá trời luôn. Này là cái cô hút nhanh nè. Đóng đóng giày mày. Vườn xích nó đóng ghê anh em, đóng nhớt mà. Nhớt đóng bợn luôn. Đây phần sơn cam nha anh em. Hai sợi cam nè. Sợi trên, những sợi dưới sợi bông nhớt. Sợi xuống dưới cốt. Từ hai xuống cốt và qua cái nhông bông nhớt nha. Con heo này mình bắn cái nha anh em, bắn nhấp nhấp lại sẽ ra đó, nó ra là anh em. Con heo này có acro đàng hoàng nha anh em, cứ ráo họ háo thoải mái nha. Còn cái nhông này anh em phải có lò cạo nha, cạo mới ra, còn không anh em bỏ cho anh đóng được, bỏ cái gì cây nó cứ cứng vào giữa đóng là con heo nó ra. Này nhông heo nè, nó vô nó con hít dữ lắm nha anh em. Anh em có đồ cảo thì dễ nhàng ở mình có cảo nè, mình đưa vô một cái nhẹ nó ra thôi. Còn không có cảo là lấy không có ra được nha. Còn không mà đưa đồ đóng. Đóng cái dội ra. Này là quặng nhớt nha, hút từ đáy te lên qua bông nhớt nha, đây là thấu bông nhớt.
hoặc một có còn cái mặt trước đây đậy lại nha, một mặt cọp đậy lại và tháo mặt này một trong nữa nha, là mình tháo được với viên vàng một nhớ thôi. Thấy không, nó ba mày đây sẽ hai con sim nha, sim để kính để hút nhớt mà. Đó, xẹp lép luôn, không sim nữa chai hay sao lúng. Lát đã tháo ra mình rửa hai mục, có trên mục luôn miệng nè, trời ơi miệng không còn miệng ăn chay hơn miệng mà nó gỡ gì ăn vô nó rớt hết vầy luôn. Đó. Nó lộ hết luôn à. Mấy cái swap xả của nó bị hết, ăn đều này, lấy cây nhìn cho anh em thấy biết liền, thấy không, nó đen nè, đen đâu có bóng đâu, mị chỗ nào không bóng nè, còn cái swap hút nè đỡ hơn, nó láng liền, láng o liền không nè, đó láng không.